Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một cuộc hành trình tâm thức sâu sắc qua 15 bài học. Đây là một chủ đề đầy bí ẩn và thú vị mà không phải ai cũng biết đến. Chúng ta sẽ khám phá những bài học này, những điều mà tâm hồn và tâm trí của con người có thể trải qua để thăng hoa và tiến xa hơn trong sự tiến hóa tinh thần. Đây là 15 bài học tinh thần mà chúng ta phải hoàn thành nếu muốn thăng lên chắc chắn. Nó hiếm khi là một vấn đề trong tâm trí ta. Thế nhưng, bởi vì linh hồn chúng ta đã trải qua ít nhất 3 vòng, khoảng 77.760 năm. Với việc chúng ta từng sống ở 8 hành tinh khác nhau để thực hiện. Linh hồn của chúng ta chỉ phải hoàn thành chúng một lần trong 3 kiếp sống, không phải mãi mãi. Tôi nhận thấy hầu hết mọi người đã hoàn thành chúng 40 vòng ở hành tinh thứ 8. Nhưng dường như chỉ những người có thiên hướng tinh thần kết nối với tôi. Trung bình, những người đó đã có điểm linh hồn đạt mức 51, khi mà thế giới ở tầm 44. Tôi được nói cho biết rằng chúng ta phải thực hiện những bài học, không phải chỉ là học chúng. Tôi được nói rằng tốn ít nhất 5 năm trong cuộc đời cho mỗi bài học. Nhưng một người có thể làm nhiều hơn một trong cùng một lúc. Những bài học đến như thế nào? Khi tôi đang đưa những bản viết miễn phí về linh hồn qua email, tôi đã tự hỏi mình có thể nói nhiều hơn là chỉ điểm linh hồn hay không. Thời gian trong định mệnh lần thứ 3 và con số của những kiếp sống quá khứ. Tôi liên tục tự hỏi trong sự do dự, bằng cách nào, nếu không còn, hay nếu có một cách khác tốt hơn. Tôi tìm ra được có 15 bài học mà một linh hồn phải hoàn thành. Lúc đầu, tôi đã không biết chúng là gì, nhưng sau đó tôi đã sớm tìm được. Thực ra, khi tôi trả lời email, đưa một bản tóm tắt linh hồn cho một người, nói cho người đó bao nhiêu trong số 15 bài học mà họ đã hoàn thành. Thế nhưng lúc ấy, chính tôi không hề biết chúng là gì. Daryl, người lúc đó đã cảm ơn mà nói với tôi rằng anh sống gần nơi tôi ở. Sau đó, tôi đã mời anh ghé thăm. Anh ấy nói với tôi việc anh ấy đã in ra toàn bộ website của tôi, gần 25 trang từ tháng 4 năm 2012. Tôi nói với anh ta rằng anh chẳng đến đây vì tình cờ đâu. Đấy là một trong những lý do khác. Một vài ngày sau đó, anh đã gọi lại cho tôi và nói mình phải ghé qua để đưa cho tôi 15 bài học mà anh đã in ra trước đó. Cái mà anh đưa tôi là 15 bài test quan trọng cho con đường tâm linh, được viết bởi Dr. Joshua David Stone, 10 trang tất cả. Tôi thấy bản thảo tốt đó bên dưới phần của tôi. Anh ta nói, bất cứ ai cũng tìm được cái này trên mạng. Chúng có vẻ tốt rồi. Tôi đã phải viết lại một ít trong số đó dưới cách thức đơn giản của tôi. Vậy là tôi chật vật viết lại chúng. Không hẳn là một người viết tốt, nhưng tôi viết từ trái tim và liên tục sử dụng spell check. Giận dữ, tính hai mặt, duy ngã, danh dự, sợ hãi, thỏa mãn, lòng tham, ghen tị, sức mạnh, lòng tự trọng, sự ích kỷ, tình dục, sự giàu có, bề ngoài, sự quyến luyến, sự giận dữ. Bạn có để ý rằng một số người không thể kiểm soát được cơn tức giận của họ, trong khi một số khác có vẻ như không hề có chút giận dữ nào trong họ cả. Những người này chỉ đơn giản là họ chưa hoàn thành bài học về sự giận dữ của bản thân. Đây là bởi vì giận dữ là một trong những bài học giản đơn nhất. Tuy vậy, kiểm soát giận dữ là rất quan trọng, cần thiết vô cùng trong việc kiểm soát thực tại của chúng ta bạn cần có một chút của giận dữ. Đó là sự bất bình. Nếu như nhìn điều gì đó không ổn và bạn không phản ứng, nó sẽ cứ thế tiếp diễn. Điều này đúng với những đứa trẻ. Nếu bạn không bất bình, chúng sẽ tiếp tục đập phá đồ đạc để chơi đùa, tiếp tục lấn tới và phá hết mọi thứ trong nhà. Vậy để hoàn thành bài học này, một người phải mất khá lâu để học cách cân bằng sự giận dữ, chuyển nó thành dạng tích cực khác. Quá nhiều giận dữ sẽ tạo ra sợ hãi bao quanh bạn. Khi bạn không còn nhiều giận dữ, điều mà ai cũng không ưa thích, bạn sẽ cho phép sự giận dữ đi qua bạn, dẫm lên bạn, khinh thường bạn. Xong, bạn vẫn sẽ ở trên con đường mà giận dữ không chạm tới được. Giận dữ ở bên ngoài bạn. Khi đó, bài học kết thúc. Giận dữ không còn làm phiền bạn. Bạn không giận dữ. Tính hai mặt. Cuộc sống của chúng ta giống như tàu lượn xoay vòng trong những hoàn cảnh thăng trầm, thường xuyên thay đổi với những cảm xúc lên cao và xuống thấp, cho đến khi chúng ta hoàn thành bài học này. Một người phải học cách giữ sự an bình bên trong. Dù tốt hay không tốt, thành công hay thất bại, thắng hay thua, ốm đau hay khỏe mạnh. Học cách giữ cho tâm trí bình ổn qua những thăng trầm của cuộc đời. Ở trong sự vui vẻ mãi mãi và niềm tha thứ. Đừng để bản thân bạn bị hút vào trong tính hai mặt của cái tôi tiêu cực. Một người phải học cách đón nhận và đảm nhận bất kể điều gì xảy đến với một tâm trí biết lắng nghe, thay vì bị rạn nứt, tiêu tụy bởi những thay đổi và dao động. Bản ngã. Đây là cái khó với tôi, bởi những bài khác đều là vấn đề lớn. Chủ yếu là bản ngã gây nên sự tách biệt giữa một người với những người còn lại. Không ai miễn dịch với điều này cả. Dù bạn là một người đẹp đẽ và thông minh, hay là một người xấu xí, bạn vẫn có thể tách mình khỏi vùng sân nào đó, trở nên thiếu khiêm tốn. Nhận ra rằng bạn sẽ luôn có thái độ cao hơn ở cái gì đó, ít nhất trong một lúc. Bản ngã tiêu cực ngu ngốc đó nên được chú ý, tỉnh táo, để ý nó bất cứ lúc nào bạn nhận ra. Chúng ta không bao giờ đồng đều, ngang bằng hay chính xác giống nhau. Nhưng chúng ta đều là những cá thể đặc biệt, và chúng ta có những linh hồn, hay ít nhất là ý thức. Một người phải liên tục thể hiện bản thân trong suy nghĩ và hành động không gắn với cái tôi tiêu cực. Một người cũng có thể đi theo hướng khác, tách biệt bản thân bởi tự ti. Họ nghĩ tất cả mọi người đều tốt hơn ở mọi mặt. Điều này thật ra chẳng phải. Hãy là chính bạn, bởi bạn là một trong số tất cả mọi người. Danh tiếng. Một người phải học để trở nên tương đồng sau khi nổi tiếng thế giới. Một người không nên cảm thấy hay cư xử không phải phép với bề trên sau khi trở nên nổi tiếng. Danh tiếng là một món quà từ Thượng Đế mà mỗi người nhận được ở đâu đó trên hành trình dài của một vài, hay có khi là tất cả mọi người trong những kiếp sống của họ. Khi món quà này đến với bạn, kể cả khi bạn cảm thấy mình thực sự xứng đáng với nó, bạn thích nó, bạn phải cân nhắc sử dụng nó cho mục đích gì. Một người không thể cư xử với người khác như tầng thấp hơn. Một người không thể hành động như một đứa trẻ để đạt những gì nó muốn. Người đó phải học cách sử dụng danh tiếng như một cơ hội tuyệt vời để yêu thương và phục vụ những người khác. Sợ hãi. Tình yêu và sợ hãi luôn đối nghịch. Tất cả những cảm xúc có liên quan đến hai điều này. Rất tốt để sống trong tình yêu và tồi tệ khi ở trong sợ hãi. Sống trong sợ hãi thực ra là bạn đang tấn công những gì xung quanh bạn, bởi bạn xuất hiện trong thê thảm. Điều này đem đến cuộc sống thê thảm, tiêu cực, chính là một sự tấn công mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì bạn có thể thấy được. Thay vì sống trong sợ hãi, một người phải học được bài học để hành động và thay đổi. Họ phải học cách đứng lên trên nỗi sợ, đối mặt nó với tình yêu thương và những cảm xúc tích cực. Sự thỏa mãn. Nếu một người có được thứ họ muốn, người đó được thỏa mãn. Một người phải học cách mong muốn điều gì đó và họ ở trong trạng thái hoàn thành, trạng thái đầy đủ. Sau đó, họ sẽ được đưa đến nhiều hơn những gì mà họ cần. Ở trong sự thỏa mãn và luôn phấn đấu trở nên tốt hơn, một người không nên mong muốn những gì tồi tệ. Họ phải học cách khát khao những phẩm chất tốt lành. Một người có thể có đủ bằng cách cho đi tình yêu và sự phục vụ tới mọi người. Một người nên hài lòng toại nguyện với sự sống mà Thượng Đế cho họ, bởi Thượng Đế cho họ cả toàn quyền ý chí để thay đổi nó. Lòng tham. Bạn có lòng tham hay có sự cân bằng giữa những điều bạn muốn và những gì bạn cho? Một người cần thỏa mãn với những quyết định của Thượng Đế với những gì họ có. Điều này trên cả tiền bạc. Nó có thể là danh vọng, ngoại hình, sức mạnh, những điều thuộc về tinh thần hay thậm chí cả sự phát triển tâm linh. Một người phải vượt qua được những ý muốn của đứa trẻ bên trong. Một người có thể tham về những gì họ biết và không chia sẻ nó. Một người cần tập trung nhiều hơn vào những gì họ có thể cho đi. Có thể nói rằng điều gì mà bạn nắm giữ, bạn cuối cùng cũng mất nó, và những điều mà bạn giữ được là những gì bạn cho đi. Ghen tị. Ghen tị là một cách tranh đấu với người khác thay vì cộng hợp, vui vẻ với những ai có nhiều hơn và buồn thay với những ai có ít hơn. Thượng Đế cho bạn vị trí trong mọi điều. Nếu một người chỉ ghen tị, người đó không cảm nhận được sự an toàn. Người đó học bài học về sự tiến bộ của bản thân đến với tình yêu và phục vụ. Những điều thích hợp sẽ đến sau, giải thưởng đến sau, hoặc cũng có thể đã đến trước đó rồi đấy. Đôi khi, cuộc sống khó khăn và dường như không công bằng khi ai đó chỉ nhìn vào một phần chia nhỏ bé của nó. Sức mạnh. Một người phải sử dụng sức mạnh để phục vụ và đưa đến tình yêu thương hơn là đàn áp và kiểm soát một cách không công bằng. Bạn có thích khi mà cha mẹ nói, bởi vì cha mẹ nói thế, nó là như thế. Vậy thì đừng sử dụng sức mạnh lên người khác một cách bất công khi bạn có lựa chọn đó. Hãy học cách đến gần và đối xử với người khác như cách mà bạn đã làm trước khi bạn có được sức mạnh bạn đang có. Một người có được sức mạnh là nhờ những người khác. Đừng thiếu thông minh mà sử dụng nó. Sử dụng sức mạnh theo một cách xứng đáng và người có nó sẽ giữ được nó. Giữ sức mạnh bằng trái tim. Nếu một người để sức mạnh đi vào đầu họ, người đó sẽ ra khỏi kết nối với những điều tốt đẹp. Lòng tự trọng. Lòng tự trọng rất cần thiết. Một người cần có một lượng đủ của nó và không coi thấp người khác. Ai đó có thể có lòng tự trọng sai lầm, còn gọi là lòng kiêu hãnh thái quá. Người đó muốn chứng minh, khẳng định mình tốt hơn người khác và cũng hành động theo cách đó. Nhưng Thượng Đế đã tạo ra những linh hồn hoàn toàn theo cách giống nhau, và tôi nghĩ rằng cũng sẽ giống nhau ở cuối hành trình của chúng ta. Một linh hồn có thể đang làm tốt hơn trong hiện tại, nhưng đằng sau đó, trong kiếp sống tới hay định mệnh tới, và thường là tới sớm, họ có thể sẽ thiếu lòng tự hào và không thể đạt tới những giá trị bản thân mong muốn. Có được sự tự hào từ bên trong và sử dụng nó một cách đúng đắn, bạn sẽ vượt qua bài học của lòng tự trọng trong vinh quang. Sự ích kỷ. Bạn có hay chia sẻ? Bạn có muốn người khác có đủ? Bạn chỉ chia sẻ với những ai chia sẻ với bạn? Bạn chỉ chia sẻ với những ai cùng màu da hay cùng vòng kết nối bạn bè? Một người thực sự cần phải phát triển những đường biên giới và chia sẻ một lượng đủ. Phần khó là thỉnh thoảng chia sẻ cả với những người không chia sẻ với bạn. Nhưng hãy làm điều đó khi họ xuống dốc và kiệt sức, khi họ thực sự cần nó. Vượt trên nhiều so với những chia sẻ vật chất, một người cần học cách chia sẻ thời gian và tình thương yêu của họ. Chính là đứa trẻ bên trong bạn. Chúng không muốn chia sẻ. Chúng muốn giữ điều đó dưới sự kiểm soát của mình. Bài học này cũng bao gồm sự tự xem mình là trung tâm. Một linh hồn trưởng thành phải thoát khỏi bản thân nó để chia sẻ ánh sáng trung tâm sân khấu, để nói, để dẫn đầu và khiến cho những người khác cũng trở nên quan trọng, tiến tới tâm thức trưởng thành hơn, hướng đến phía trước, Khi bạn biết việc chia sẻ được chờ đợi để đến, bạn nhẹ nhàng giảm đi kế hoạch làm việc để chuẩn bị việc chia sẻ thời gian của bạn, tình yêu thương nhiều hơn, hơn là để luôn đuổi theo giới hạn. Tình dục. Niềm khoái lạc của tình dục là một món quà tuyệt vời mà tạo hóa dành cho mật độ thứ 3, chiều 3D của trái đất, để biểu lộ tình yêu và để sinh sản. Một người không nên dối trá để có nó hay sử dụng nó để đạt những gì mình muốn. Một người không nên lừa dối người khác vì muốn đạt thú vui xác thịt. Một người không nên dùng nó làm lời hứa hẹn. Nếu ai đó ép buộc nó với người khác, đặc biệt đối với trẻ em, người đó thu một lượng lớn nghiệp xấu. Một người phải nên sử dụng tình dục một cách tiết chế, điều độ về sự thân mật của tình yêu với người bạn đồng hành đã lựa chọn, chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm với bất cứ đứa trẻ nào được tạo ra. Sự giàu có. Tiền bạc có phải chúa của bạn? Nó có phải thứ quan trọng nhất với những hoạt động thường nhật của bạn không? Nó thực sự không nên như thế. Đây là một bài thử khó khăn đẩy tất cả chúng ta vào qua ít nhất một lần trong những kiếp sống. Có nghĩa, ít nhất một lần bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh nghèo khổ cùng cực. Nếu bạn không bao giờ có đủ và chẳng bao giờ thỏa mãn, bạn sẽ không qua được bài kiểm tra. Có nghĩa là bạn sẽ mãi trong cảnh nghèo khổ. Một người không bao giờ nên đi ngược lại những đạo lý tâm thức để đạt được sự giàu có thêm. Nhưng hầu hết mọi người đều vi phạm. Nếu không như vậy, chúng ta đã không cần đến tất cả những vị quan tòa trong tòa án. Bạn có thể đã trở nên mệt mỏi đủ để thấy đây thường luôn là bài kiểm tra về sự thỏa mãn, nếu bạn ở trên con đường tinh thần. Một người cần tránh trở nên nổi khùng, vui thích hay ham muốn khi họ đi ngang qua tiền bạc. 2 tuần sau, nó sẽ hiếm khi còn ý nghĩa gì. Sự giàu có thịnh vượng là quan trọng. Sử dụng nó một cách trách nhiệm. Đừng cố gắng quá để đạt những gì bạn không cần đến. Đừng trông đợi vào người khác như cây ATM của bạn. Và khi bạn có nhiều hơn, hãy cố gắng giữ sự công bằng với xung quanh. Vẻ bề ngoài. Một người phải thể hiện ra bên ngoài những diện mạo của họ, không chỉ về cơ thể mà tất cả các khía cạnh khác. Đừng sử dụng vẻ ngoài để lừa dối. Nếu một ai đó đang bán thứ gì và nó được đóng gói, thể hiện nó tốt hơn nhiều so với cái thực chất bên trong nó. Đấy là lừa dối. Nếu một cái giá thấp được trình ra, nhưng đi kèm là những phí tổn khác mà bạn phải chịu khi nhận, đó là lừa dối. Điều tinh thần mà chúng ta nên làm là chỉ đưa ra giá cả phù hợp giá trị. Đây là một vấn đề đang thống trị thế giới một cách tiêu cực. Hãy so sánh hai người bán hàng của một sản phẩm, nhưng một người bán với giá cả thấp hơn. Khách hàng sẽ hầu hết đến với anh ta khi mà những khoản phí thêm vào, họ nhận ra cũng chẳng rẻ hơn là mấy. Nhưng đã ở đây rồi, thôi cứ mua. Trong trường hợp này, người thương gia phi tinh thần kia sẽ có được vụ làm ăn. Người bán hàng chân thành còn lại thì sẽ có niềm tin rằng những lần sau khách sẽ đến chỗ anh ta vì anh ta chẳng lừa dối họ. Một người cũng không nên dùng vẻ ngoài để gây nhầm lẫn cho người khác. Điều này thường là khi một người phụ nữ trưng ra vẻ ngoài của cô ấy để cuốn hút người đàn ông, nhưng cô chẳng muốn họ. Cô chỉ muốn họ lạc lối. Một người cũng có thể thu hút người khác để đạt được mục đích của họ. Nếu người ta nhận ra, hiếm ai mà muốn điều đó nữa. Người trưng ra vẻ ngoài tốt đẹp của cái gì đó, nhưng khi sự thực hiện lên không phải vậy, sau đó chỉ còn mối câu và công tắc. Một người cần phải thể hiện bản thân họ một cách phù hợp, trong sạch và có những phần riêng tư của bản thân. Một người cần thoải mái với những gì họ chờ mong. Một người không nên phản đối những gì không vừa lòng họ. Thượng đế không đặt ra luật nào bắt buộc con người phải mặc quần áo. Nhưng nếu bạn biết rằng khi bạn xuất hiện trần như nhộng, nó sẽ có những vấn đề lớn, bạn sẽ chẳng làm như vậy. Vậy nên về căn bản, một người cần đi một chặng đường dài để học cách bỏ lại những lừa dối, che giấu, hiểu lầm người khác hay chán ghét ai đó với những gì họ thể hiện. Sự quyến luyến. Một người cần chuyển những gắn bó của họ sang những ưa thích tạm thời. Tôi muốn gọi bài học này là addiction, thói nghiện. Không hoàn toàn là như thế, nhưng một người nghiện chính là biểu hiện của sự quyến luyến. Đừng nhầm trong một giây nào rằng nghiện một điều gì là một căn bệnh. Nó không bao giờ là như vậy. Khoa y học hiện đại bị điều khiển bởi những lực tiêu cực, gọi việc nghiện thuốc hay các chất khác là một căn bệnh để họ có thể kiếm tiền từ việc chữa trị chúng. Quay trở lại, nhiều sự chịu đựng sẽ đến từ cái quyến luyến, gắn bó nếu bạn không để nó ra đi. Ai đó có thể đi con đường khác, ai đó có thể không yêu thích điều gì, ai, cái gì nữa. Ai đó phải đi khoảng một thời gian dài để nhận ra sự buông bỏ, không quá quyến luyến, gắn bó với bất cứ điều gì. Một người phải học cách lựa chọn điều gì là tốt với họ. Nếu cái gì rời đi, nó sẽ trở lại khi nó có ý nghĩa với bạn, nhất định tới theo ý chí thượng đế, nhân duyên. Hoặc nếu đã đến lúc, hãy để nó đi hẳn. Khi ai đó quá nghiện, si, bám, đều có thể dùng từ tương tự như vậy và một điều gì đó, hay thậm chí suy nghĩ, tư tưởng nào đó. Họ nên thông thái đi qua giai đoạn mê này, có thể nhờ sự giúp đỡ trong thời gian khắc nghiệt đó. Xong, họ đều cần phải tự mình vượt qua cái nghiện của bản thân. Những bài học tâm thức mật độ 3D đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và cuộc sống, cung cấp cho chúng ta những công cụ và tri thức để tiến xa hơn trong sự tiến hóa tinh thần. Chúng ta đã cùng nhau khám phá những bí ẩn của linh hồn và tâm trí con người và nhận ra rằng cuộc hành trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức và học hỏi từ những sai lầm. Tuy nhiên, những bài học này là những khoản đầu tư quý báu vào sự phát triển của chúng ta. Chúng ta đã biết rằng linh hồn của chúng ta đã trải qua nhiều kiếp sống và việc hoàn thành những bài học này là một phần quan trọng của cuộc hành trình của mỗi người. Không phải ai cũng có cơ hội hoàn thành chúng, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã nhận thức và cố gắng để tiến dần hơn trên con đường phát triển tâm thức. Hãy nhớ rằng mỗi bài học đều đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Đôi khi nó có thể mất nhiều năm để hoàn thành một bài học, nhưng điều quan trọng nhất là bạn đã bắt đầu. Hãy tiếp tục hành trình của mình với sự kiên nhẫn và lòng tin vào khả năng của bản thân. Chúng ta cùng nhau thăng hoa và tiến xa hơn trong sự tiến hóa tinh thần.